Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vin Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là chủ nhật ngày 16 tháng 6, em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin được gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương Vì Long được biết nha. Thì mới đây cô chú là cái cô cháu gái các họ này, nó cũng đang ngồi ở bên cái quán hủ tiếu Bảo Viên đó, cô chú. Rồi nó cũng chia sẻ, nó nói rằng á là tình hình cái bán hủ tiếu Bờ Viên của cô Sáu hiện tại ngay lúc này là ra sao cô chú. Mà phải nói rằng cô chú anh chị là hiện tại bây giờ là cái bán hủ tiếu Bờ Viên của cô Sáu là buôn bán rất là ớ luôn cô chú. Mà nghĩ sao cái cô cháu gái này nó lại lên một cái live stream, nó quay, nó chia sẻ như vậy cô chú. Chắc có lẽ là nó cũng ủ mơ đỡ là nó kêu gọi mạnh thường quân cô chú anh chị đó. Nhưng mà cái đợt vừa rồi á cô chú là nó kêu gọi mạnh thường quân, là mạnh thường quân á là cũng gửi tiền về cho cái cô cháu gái này đỡ là làm những cái tô hủ tiếu Bờ Viên rồi đem đi phát cho những hoàn cảnh khó khăn á cô chú. Nhưng mà cái điều đặc biệt em muốn nói ở đây á cô chú anh chị, mà nó lấy là cái tên á là hủ tiếu Bờ Viên tình thương của cô Sáu cô chú. Ủa cô Sáu mà làm gì có tình thương cô chú anh chị, phải nói rằng là thật sự là như vậy cô chú. Cô Sáu rất là nham hiểm và độc ác luôn cô chú, chứ đừng có nói là tình thương của cô Sáu. Cô Sáu làm gì mà có tình thương? Nếu mà cô Sáu có tình thương thì không có lẽ nào mà đi tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ đỡ lại cho con gái đó là chị Loan nha cô chú. Đó, nghĩ sao mình ăn nhờ ở đậu trong cái căn nhà số 5 Đồn Thị Điểm mà cố nghệ sĩ mất rồi thì mẹ con của cô cháu gái này cũng muốn là chiếm đoạt luôn đó. Thì hiện tại đến cái thời điểm ngày hôm nay á cô chú là cũng trên một năm rồi, nhưng mà cái mẹ con của cô cháu gái này á là cũng không là đối diện với sự thật nha cô chú. Cứ nghĩ rằng á, là tôi là em của anh, rồi cháu là em của cậu, tại cái nhà đó cũng phải là chia cái này chia cái. Ủa chia đâu ra cô chú anh chị? Chị Loan là con gái của cố nghệ sĩ thì chị Loan được phép là thừa hưởng những cái gì mà thuộc về của chị Loan nha cô chú, chứ đâu phải là cái cô cháu gái các họ này nó vào nó ở cái nhà đó rồi nó nói rằng là cậu tôi hứa cho tôi cái này hơn cho cái kia. Ủa hứa thôi chứ đâu có cho đâu cô chú anh chị. Nhưng mà cô cháu gái này với thật sự mà nói hiện tại bây giờ là nó cũng chưa là đối diện với cái sự thật là sắp sửa ra tòa rồi cô chú, là thua rồi mà nó cũng chưa chấp nhận sự thật luôn. Nó nói là chưa biết ai đang thua cô chú. Ủa rồi sao mà không biết cô chú anh chị? Hiện tại bây giờ là cộng đồng mạng ai cũng biết hết là chị Loan dù có con ruột hay là con nuôi gì mà cỡ cô chú, mà một khi cố nghệ sĩ đảm về nuôi thì cố nghệ sĩ mất là chị Hồng Loan là người thừa hưởng đầu tiên nha cô chú. Đó chứ đâu phải là cái cô cháu gái này, cha họ khác, mẹ họ khác, mà nó họ khác mà nó đi soi chị Loan cô chú. Đó rất là bức xúc cái câu chuyện này luôn cô chú. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 6 nha cô chú. Thì em cũng cập nhật một số thông tin cái drama tại nhà chị Hồng Loan. Thì vừa rồi là cái cô cháu gái các họ này nó cũng đang ngồi bên cái bán hủ tiếu cô chú, với lại là con gái của cái cô cháu gái này là bé Ruby cô chú gì. Và nói rằng là cái bán hủ tiếu Bờ Viên hiện tại bây giờ nó bán buôn ớ ẩm. Đó, bán buôn ớ ẩm mà nghĩ sao mà lên livestream kêu gọi mạnh thường quân đồ này kia cắt giữ luôn rồi chú anh chị. Tại vì á nó thấy chị Loan á là trên cái con đường bước tiến á cô chú, là những cái shop của chị Hồng Loan á là ngày nào cũng được bà con đến mua những cái món hàng nhờ ăn quạt của chị Loan để ủng hộ cho chị Loan á cô chú anh chị. Cho nên là nó rất là cây cứu với chị Loan luôn, đến nỗi mà cái quán hủ tiếu Bờ Viên buôn bán ớ ẩm mà nó cũng đi quảng cáo lên luôn cô chú. Đó, quảng cáo là trá hình nha cô chú anh chị, đỡ là nó nhằm cho mục đích đó, là nó kêu gọi mạnh thường quân, đó là nó kiếm tiền mạnh thường quân cô chú. Phải nói rằng là rất là bức xúc về cái cô cháu gái này luôn.
đó, đến nỗi mà cách đây 3 ngày luôn cô chú, là mẹ con của cô cháu gái này nó biết nó thua rồi cô chú chị, cho nên là nó về Cà Mau đó, về Cà Mau để là tìm thầy tìm bà đội dưới Cà Mau á, tìm thầy trà mấy cô chú đó, nhằm cái mục đích đó là bỏ bùa trường lon sau khi nó về dưới đấy á. Nói chung á, là còn được cố nghệ sĩ khai khẩu cô chú chị, cho nên á, là bà con ở dưới Cà Mau đó cũng phát hiện ra đó, phát hiện ra mẹ con cô cháu gái này ủ cái mơ là không tốt để đến chuyện lon của cô chú, cho nên là cũng bắt đại trận luôn, rồi cũng điện lên cho mấy anh em YouTube trước nhà ông lon cô chú chị, cho nên là phải vào cảnh báo cho chuyện lon nha cô chú đó. Phải nói rằng á, là mẹ con cô cháu gái này rất là đơ hèn luôn cô chú. Mình sống như thế nào để lại cho cái phước đức cho con mình sau này chứ, bây giờ mẹ như vậy rồi, ngõ như vậy rồi, rồi mai mốt con của cô cháu gái nó lớn lên á, rồi bạn bè của cô cháu gái này nó nói thì rất là nhục luôn á cô chú. Mà nghĩ sao á, là cái cô cháu gái này nó không có cái đầu óc gì suy nghĩ đến sau này cho con cái của nó cô chú anh chị. Nó cứ nghĩ rằng nó muốn chiếm đoạt cái căn nhà số 5 đoạn từ điểm này. Ủa mà chiếm đoạt ở đâu ra cô chú? Nhà thì nhà của cha chị Hồng Loan đó, cha chị Hồng Loan là cố nghệ sĩ mất, thì chị Hồng Loan là con gái thì chị Hồng Loan được thưởng thôi chứ. Mà nó cứ nó nói rằng tôi là cháu, cậu tôi thương tôi nhiều nhất. Những lúc cậu tôi đi diễn về thấy tôi là cứ đến ôm tôi rồi nói rằng cậu rất thương con. Con là người kế thừa con đường sự nghiệp của cậu. Ủa thì thương thì trên cái con đường là nối nghiệp thôi cô chú, chứ đâu phải là thương xong rồi cho cái số tài sản của mình cho cô cháu gái đâu cô chú chị. Mà cái cô cháu gái này nó xàm xàm cô chú, rất là bức xúc luôn đó. Phải nói rằng là hiện tại bây giờ cô chú, là sau khi mà cô cháu gái này nó lên những cái video nó công kích chị Loan rồi này kia cắt kiểu luôn, rồi nó còn nói rằng đến ngày 26 tháng 6 này chưa chắc gì mà Hồng Loan mà lấy lại được cái bản quyền bơ hát của cố nghệ sĩ. Sao mà lấy lại không được cô chú? Hình ảnh thì hình ảnh của cha chị Hồng Loan, chị Hồng Loan được phép là thưởng thôi cô chú, chứ đâu phải là cái cô cháu gái này nó muốn làm gì nó làm được đâu cô chú đó. Thì buổi chiều ngày hôm nay em cũng xin phép là chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Long được biết về cái bản mà cô cháu gái thì buổi chiều ngày hôm nay nó cũng live stream nó cỡ về cái tình hình về cái quán hủy tiếu bảo viên, mà phải nói rằng nó buôn bán rất là ớ ẩm luôn cô chú. Dạ thôi giờ anh xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.